quy gia dụng lời danh vi sự nghiệp. Đó là bản hồi của chư Phật, của chư liệt vị tổ sư đã truyền thừa qua nhiều thế hệ. Cũng xuất phát từ tinh thần đó, bao mái chùa xuất hiện giữa lòng nhân thế, nhằm cho con người tìm về bảo sở, gõ hầu xóa dần những hệ lụy thương đau của cuộc đời. Và nay, sự hiện hữu của ngôi bảo tự tại nơi đây cũng không ngoài mục đích nói trên. Và còn hơn thế nữa, ngôi chùa là nơi di dưỡng đời sống tâm linh cho những người có Phật, là nơi thờ phượng Tam Bảo, và cũng là nét đẹp văn hóa bản sắc của dân tộc giữa lòng nhân thế, tràn đầy tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, sau những tháng ngày vất vả lo toan, được sự động viên của chư Tôn Đức cũng như sự nhiệt tâm ủng hộ và cho mượn của quý Phật tử xa gần, ngôi bảo tự Quán Âm đã sớm được thành lập như sở cầu sở nguyện. Và nay lễ thành lập ngôi bảo tự chính thức được cử hành, ban tổ chức chúng con vô cùng xúc động được cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni và quý mạnh thường quân, các nhà hậu tâm, quý vị thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự buổi lễ hôm nay. Về tham dự và chứng minh buổi lễ hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Hà, chủ trì chùa Tịnh Quang, thành phố Florida. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Sư Cô Hoa Nghiêm, chủ trì chùa Thập Phương, kiêm phó ban tổ chức lễ thành lập ngôi bảo tự hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Sư Cô Như Nghiêm, phó ban tổ chức của buổi lễ hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Và chúng con xin cung kính giới thiệu Sư Cô Huệ Nghiêm, phó ban tổ chức của buổi lễ hôm nay. Xin cung kính giới thiệu. Và chúng con xin cung kính giới thiệu quý thiện nam tín nữ Phật tử tại Maryland cũng như New York về đây tham dự buổi lễ thành lập và viếng Đức Đại Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin cung kính giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị thiện nam tín nữ Phật tử, ngôi bảo tự Quán Âm được thành lập và trong tương lai phát triển như thế nào để góp phần vào cuộc chung, kính cung thỉnh Sư Cô Như Nghiêm, phó ban tổ chức đọc viễn văn khai mạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần thân mến. Đạo Phật có thể nói trong mấy nghìn năm qua đã đi vào lòng người Việt Nam một cách hài hòa sâu sắc và trở nên một nguồn sống phong phú, linh động trong các mặt sinh hoạt của người dân. Vì thế, người ta không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nền văn hóa Việt Nam, từ lĩnh vực nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cho đến kiến trúc, điêu khắc, đâu đâu cũng đều mang đậm những dấu ấn ảnh hưởng của Đạo Phật. Hoặc trực tiếp hay gián tiếp nói lên tinh thần hội nhập toàn diện của Đạo Phật với nền văn hóa truyền thống tổ tiên. Như ông bà ta đã có câu, đất vua, chùa làng, phong cảnh bục hay thi sĩ Nguyễn Bính tâm sự: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa sáng, có chùa quanh năm. Hoặc mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vâng, dưới vòm trời Á Đông, không nơi nào chúng ta có thể thấy được sự tương quan mật thiết, đậm đà tình dân tộc như Phật giáo Việt Nam. Ngôi chùa Việt Nam là một biểu hiện rõ nét nhất của nền văn hóa bao dung,
khoáng đạt giữa đời sống tâm linh và sự vĩnh dân tộc. Vì vậy là người con Phật dù ở phương nào đi nữa, nhất là ở nơi miền biển xứ cách hơn nửa vòng trái đất, thì hình ảnh ngôi chùa càng được gắn bó thân thương hơn, bởi nơi đó quy tụ đời sống tinh thần của người dân và chứa đựng tinh thần ban vui cứu khổ bằng tất cả tấm lòng bao dung tỉnh thức, luôn luôn thể hiện nếp sống sinh hoạt đạo đức, giúp con người bỏ ác hành thiện, sống biết mình biết người, cùng thăng hoa trong cuộc sống. Hơn nữa, ngôi chùa còn là nguồn an ủi cho những tuổi già xuế bóng, không người thân, không con cháu nuôi dưỡng, và nơi đây là chỗ dựa tinh thần, là nơi tu học lý tưởng cho tất cả những ai quay về muốn tìm lại sự an lạc cho chính mình. Đồng thời, ngôi chùa còn là nơi để cho con em chúng ta học hỏi và duy trì nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. Ông bà tổ tiên Việt Nam có câu, chữ Việt còn là người Việt còn. Vì lẽ đó, hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2012, thay mặt ban tổ chức, người sáng lập ngôi bảo tự Quan Âm xin tuyên bố khai mạc thành lập ngôi bảo tự Quan Âm. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. A Di Đà Phật xin chân thành tri ân công đức của Sư Cư Nhân Nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, đạo pháp trường tồn do tăng già hằng ở thiền môn hương thành bởi đàn việt phát tâm. Lời dạy của chư được vị tổ sư vẫn vang vọng trong lòng người con Phật. Ngôi Quan Âm có được phát triển vững mạnh trong tương lai hay không, ấy là nhờ vào sự phát tâm của quý thiền nam tín đồ Phật tử. Hôm nay trong buổi lễ long trọng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời Phật tử đồng minh đại diện cho quý Phật tử tại Maryland có đôi lời cảm tưởng. Nam Mô A Di Đà Phật xin trân trọng kính mời. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2012, dưới ánh quang minh của Đức Phật, nhờ vào sự tận tình của quý chư tôn đức, với sự đóng góp của quý Phật tử mà chúng Phật tử ở vùng Baltimore đã có một mái nhà già lan thanh tịnh, một nơi chiêm bái và quy hướng tâm linh. Chúng con như cánh chim lạc đàn được tìm về tổ ấm. Có ai trong chúng ta lại không bùi ngùi xúc động, vui mừng khi nhận được tin rằng Quan Âm tự sẽ được thành lập ngày hôm nay? Có bao giờ chúng ta hình dung ra một ngôi chùa đơn sơ, bình dị nhưng trang nghiêm và ấm áp, tình đồng hương, tình Phật tử ngự trên một mảnh đất hoang sơ, cỏ cây chằng chịt. Ấy vậy mà nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, chúng ta đã có một Quan Âm tự. Con xin thay mặt quý Phật tử và quý đồng hương vùng Baltimore xin chân thành cảm tạ quý chư tôn đức. Từ nay, sau những ngày giờ làm việc mệt mỏi, chúng con đã có một chỗ dựa tinh thần. Quan Âm tự là nhà, Phật cảnh chung quanh Quan Âm tự là sức mạnh tâm linh thôi thúc chúng con nỗ lực tu hành và hội trì chánh pháp, để giáo pháp của Đức Bổn Sư được lưu truyền mãi ở thế gian. Chúng con có mẹ hiền Quán Thế Âm trang trải tình thương, dưới hào quang của mẹ Quán Thế Âm
chúng con sẽ được dìu dắt và khuyến tấn. Nếu muốn có hạnh phúc đích thực trên thế gian này, hãy thực tập theo hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, dùng ánh sáng trí tuệ nhìn nhau, dùng tình yêu thương chân thật sống với nhau, sống từ bi, hỷ xả, bao dung với nhau. Chúng con có Quan Âm Tự, tức là chúng con có mẹ hiền Quan Thế Âm, tức là chúng con có một gia đình ấm cúng, có hạnh phúc nào bằng. Nơi đất khách quê người mà chúng con có được chốn già lan thanh tịnh để về tu học, được chiêm ngưỡng đảnh lễ tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, được quý chư tôn đức hướng dẫn về đời sống tâm linh, có thể nói rằng hạnh nguyện lớn lao và thâm tình cao quý mà quý chư tôn đức đã dành cho chúng con thật không thể nào diễn tả hết. Đứng trước thâm tình và ân đức lớn lao ấy, chúng con xin nguyện cố gắng tu tập, tu học, tiếp tục làm bổn phận của người Phật tử tại gia, hội trì Tam Bảo để góp phần làm cho chánh pháp được trường tồn. Trước khi dứt lời, thay mặt Phật tử vùng Baltimore, chúng con kính chúc quý chư tôn đức thân tâm an lạc, mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con trên con đường tìm về bến giác. Đồng kính chúc quý Phật tử, đồng bào, đồng hương, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp như ý, đạo tâm tăng trưởng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành tri ân Phật tử đồng minh. Thể theo chương trình là báo cáo tài chính thành lập ngôi Bổn Tự. Giờ này xin trân trọng cung thỉnh sư cô Hòa Hoa Nghiêm tuyên đọc báo cáo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni,